Chiều ngày 4 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà cho biết đã chỉ đạo các cơ quan liên quan xử lý trường hợp một người đàn ông dùng gậy cao su đánh người bán vé số trước cổng chùa Linh Ẩn, tỉnh Lâm Đồng. Theo một đoạn video, người đàn ông mặc áo xanh liên tục chửi bới rồi dùng gậy cao su vụt mạnh vào chân người bán vé số. Bất chấp bị đánh rất mạnh, người bán vé số khuyết tật không có phản ứng gì. Người bán vé số là ông T, sống tại Đà Lạt nhưng bán dạo ở chùa Linh Ẩn. Ông T bị tật ở tay. Sau khi đánh ông T bằng gậy, ông Long dùng chân đá vào chân ông T và đuổi ra khỏi khu vực chùa. Ông Lê Khắc Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Nam Ban, cho biết người đàn ông này là Ngô Đức Long, 61 tuổi, ngụ thôn 6, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà. Ông Long hiện đang làm bảo vệ ở chùa Linh Ẩn. Một video clip khác ghi lại cảnh ông Long xua đuổi người bán rau quả trước cổng chùa. Trong video, ông Long đeo băng đỏ ở tay, đeo kính đen, đội nón cối màu xanh và dùng gậy đập mạnh vào hoa quả của một người phụ nữ. Ngay khi xảy ra sự việc đã chỉ đạo công an xã mời ông Long và những người liên quan làm việc. Qua kiểm tra, phát hiện Long dương tính với chất ma túy. Hiện công an xã Gia Lâm đã lập hồ sơ để tiếp tục đưa Ngô Đức Long đi cai nghiện bắt buộc theo quy định.